Quý vị và các bạn thân mến, mấy năm gần đây có xuất hiện một vị tu sĩ là người Việt Nam, 4 lần đi bộ hành từ Nam ra Bắc và từ Bắc vào Nam với đầu trần chân đất. Thầy khoác trên mình chiếc y tự may bằng nhiều mảnh vải đa màu sắc ghép lại và ôm trên tay một chiếc bình bát rất riêng biệt. Thầy có pháp danh là Thích Minh Tuệ, thầy đang phát đại nguyện tu tập theo 13 hạnh đầu đà, đường lối tu khổ hạnh nguyên thủy của Như Lai Phật Thích Ca Mâu Ni. Tóm tắt đôi nét về tiểu sử thầy Thích Minh Tuệ. Thầy Thích Minh Tuệ có tên thế danh là Lê Anh Tú, thầy sinh vào năm Tân Dậu 1981 trong một gia đình khá giả tại xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó đến năm 1994 thì cả gia đình thầy Thích Minh Tuệ chuyển vào sinh sống tại xã Yê Tô, huyện Yagrai, tỉnh Gia Lai. Thân phụ của thầy là cụ ông Lê Xuân, sinh năm 1940, hiện tại cụ là sĩ quan quân đội về hưu, còn cụ bà thì chưa được chia sẻ thông tin cụ thể. Hai cụ sinh được tất cả 4 người con, thầy Thích Minh Tuệ là người con trai thứ hai trong nhà, người anh trai cả tên là Lê Anh Tuấn sinh năm 1979, người em gái tên là Lê Thị Sâm sinh năm 1986 và người em trai út tên là Lê Thìn sinh năm 1988, cả mấy anh em nhà thầy đều học rất giỏi. Ngay từ khi còn nhỏ, thầy Thích Minh Tuệ đã thường xuyên theo mẹ đi tới chùa tụng kinh niệm Phật. Thầy luôn là một người con chăm ngoan hiếu thảo, hiền lành trung thực và luôn đạt được những thành tích học sinh giỏi trong lĩnh vực học tập. Sau khi học xong phổ thông trung học, thầy Thích Minh Tuệ đã tình nguyện xin nhập ngũ. Thầy trở thành một quân nhân xuất sắc với cấp bậc thượng sĩ và giữ chức vụ trung đội phó. Sau 3 năm hoàn thành nghĩa vụ trở về, thầy Thích Minh Tuệ tiếp tục theo học trường trung cấp lâm nghiệp tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sau khi ra trường, thầy Thích Minh Tuệ được mời về làm cho một công ty đo đạc tại huyện Iak, tỉnh Đắk Lắk. Có một điều rất khác thường là, ngay từ tuổi thiếu niên đến khi tuổi trưởng thành, thầy Thích Minh Tuệ không hề quan tâm tới nữ sắc giống như các bạn nam đồng trang lứa. Ngoài thời gian học tập và làm những công việc thường nhật, thì thầy Thích Minh Tuệ đều dành hết thời gian để tìm hiểu về kinh Phật, tìm hiểu về những cách thức đường lối tu tập và thiền định. Thầy dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về 13 hạnh đầu đà, đó là một trong những lối tu khổ hạnh để tôi luyện thân tâm, giúp cho con người từ bỏ được phiền não cấu trần, tham dục, sân si, đố kỵ và danh vọng, giúp cho người tu tập rất dễ đạt đến cảnh giới giác ngộ giải thoát. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn ở tại thế, Ngài đã truyền cho đại đệ tử Maha Ca Diếp Tôn Giả đường lối tu 13 hạnh đầu đà như sau. Thứ nhất, hạnh mặc phấn tảo y, tức là chỉ mặc y bằng vải đã bị vứt bỏ ngoài bãi tha ma hoặc ngoài bãi rác. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ y của các gia chủ cúng, tôi nguyện thọ trì hạnh mặc phấn tảo y. Thứ hai, hạnh mặc tam y, tức là chỉ giữ mặc ba y mà Đức Phật cho phép, đó là y Tăng Già Lê, y Uất Đà La Tăng, y An Đà Hội. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ chiếc y thứ tư, tôi nguyện thọ trì hạnh mặc tam y. Thứ ba, hạnh đi khất thực, tức là chỉ sống bằng cách cầm bình bát đi xin ăn. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ lợi lộc ngoại lệ, tôi nguyện thọ trì hạnh đi khất thực. Thứ tư, hạnh thứ lớp khất thực, tức là đi khất thực tuần tự theo từng nhà, không chọn lựa địa điểm. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ việc đi theo ý muốn, tôi nguyện thọ trì hạnh thứ lớp khất thực. Thứ năm, hạnh chỉ ăn tại một chỗ ngồi, tức là một ngày chỉ ăn một lần, khi đứng lên khỏi chỗ ngồi thì không ăn nữa. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ sự ăn ở chỗ khác, tôi nguyện thọ trì hạnh chỉ ăn tại một chỗ ngồi. Thứ sáu, hạnh ăn trong một bát, tức là chỉ ăn thức ăn có trong bát, không ăn thức ăn khác ngoài bát. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ thức ăn cái thứ hai, tôi nguyện thọ trì hạnh chỉ ăn trong một bát. Thứ bảy, hạnh không ăn hậu thời, tức là khi đã dừng bữa ăn rồi thì không ăn thêm thức ăn khác sau đó nữa. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ tàn thực, tôi nguyện thọ trì hạnh sẽ không ăn hậu thời. Thứ tám, hạnh trú ở rừng, tức là chỉ sống tại khu rừng xa vắng, không cư ngụ ở làng mạc, phố thị. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ trú xứ trong làng mạc, tôi nguyện thọ trì hạnh trú ở trong rừng. Thứ chín, hạnh cư ngụ gốc cây, tức là chỉ sống dưới gốc cây, không ở trong chỗ có che lập, xây dựng như am cốc, tịnh thất, tịnh xá, tự viện. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ chỗ có che lập, tôi nguyện thọ trì hạnh cư ngụ dưới gốc cây. Thứ mười, hạnh cư ngụ ngoài trống, tức là chỉ ở ngoài trời trống không có mái che, cũng không có bóng cây. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ chỗ có mái che và gốc cây, tôi nguyện thọ trì hạnh cư ngụ ngoài trời trống. Thứ 11, hạnh cư ngụ mộ địa, tức là chỉ ở nơi nghĩa địa, bãi tha ma. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ nơi chẳng phải mộ địa, tôi nguyện thọ trì hạnh cư ngụ nơi mộ địa. Thứ 12, hạnh theo chỗ chỉ định, tức là chấp nhận bất cứ chú xứ nào mà tăng chỉ định, không kén chọn tìm chỗ ở vừa lòng. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện khước từ sự ham muốn chú xứ, tôi nguyện thọ trì hạnh chú xứ theo chỗ chỉ định. Thứ 13, hạnh ngồi, tức là chỉ chú với oai nghi ngồi, chỉ chú với oai nghi đi, không nằm. Lời nguyện thọ trì hạnh đầu đà này như sau, tôi nguyện ngăn oai nghi nằm, tôi nguyện thọ trì hạnh ngồi.